Sau khi khước từ sự quan tâm của Arsenal vào tháng 1, thời điểm ngôi sao 21 tuổi công khai ý muốn ra đi trước khi đồng ý ký vào một bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2027, Brighton đã chấp nhận lời đề nghị trị giá 111 triệu bảng từ Liverpool hồi tuần trước. Điều này đã thúc đẩy Chelsea mạnh tay hơn trong cuộc đua tranh giành chữ ký của ngôi sao người Ecuador. The Blue đã tăng giá thầu của họ từ 80 triệu bảng lên thành 100 triệu bảng trả ngay và 15 triệu bảng phụ phí trả sau. Caicedo chỉ muốn gia nhập câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge, và đây chính là chìa khóa để họ trở thành kẻ chiến thắng trong thương vụ này. Sự nghiệp của tuyển thủ quốc gia Ecuador đã thăng hoa rực rỡ kể từ khi anh gia nhập Brighton vào tháng 8 năm 2021 từ Independiente Del Valle, một câu lạc bộ nổi tiếng với một học viện đào tạo tài năng trẻ hạng nhất, với mức phí chỉ vỏn vẹn 4 triệu bảng. Ban đầu anh đã được gửi đến Bishop ở Bỉ theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm, nhưng ngay sau khi trở lại, Caicedo đã không mất nhiều thời gian để tìm được cho mình một chỗ đứng ở Premier League và khẳng định bản thân là một trong những tiền vệ trẻ hàng đầu thế giới bóng đá. Các số liệu thống kê ở mùa giải trước sẽ mang đến cho chúng ta nhiều manh mối cho câu hỏi này. Caicedo chính là cái tên đứng thứ hai ở Premier League về số lần tắc bóng, 100, đạt tỷ lệ thành công 39,1%, và cũng đứng thứ hai về số tình huống cắt bóng, 56. Đây đều là hai chỉ số rất quan trọng trong việc đánh giá một tiền vệ trung tâm chủ yếu được ca ngợi về khả năng phòng ngự như ngôi sao người Ecuador. Ngoài ra, Caicedo đứng thứ 8 giải đấu về tổng số lần thu hồi bóng, 248. Anh đã có rất nhiều lần đoạt được nó thông qua khả năng chọn vị trí xuất sắc và tư duy nhanh nhạy, cũng như đủ khôn ngoan để nhận biết các khoảng trống cần được khỏa lấp. Bên cạnh đó, Caicedo còn có thể đóng góp cho giai đoạn chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công của đội bằng những đường truyền thần tốc và mạnh dạn. Điều này giúp cho các đồng đội trên mặt trận tấn công tận dụng được tình trạng mất cân bằng của đối thủ khi Brighton tổ chức phản công. Kế đến là phong độ ổn định mà chàng trai trẻ này đã duy trì hết trận này sang trận khác, hầu như không sa sút. Con số 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Ecuador cũng là một minh chứng không thể phủ nhận về sự trưởng thành của anh. Mặc dù quá trình phát triển của Caicedo vẫn đang tiếp diễn, nhưng sự ổn định, chuyên nghiệp và tư duy chiến thuật của anh đã vượt xa những gì mà người ta mong đợi ở những cầu thủ mới bước vào độ tuổi đôi mươi. Cậu ấy gia nhập học viện khá muộn khi đã sắp bước sang tuổi 15. Cậu ấy là một cậu bé khiêm tốn, tuy không được ra sân nhiều trong năm đầu tiên, nhưng cậu ấy đã luôn tỏ ra cởi mở, tập trung, kiên định và đáng tin cậy. Lúc nào cậu ấy cũng nỗ lực hết mình trong các buổi tập và sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những chỉ bảo của các huấn luyện viên. Đúng chuẩn một cậu bé đầy lý tưởng để làm việc cùng. Cậu ấy là dạng người hùng thầm lặng chứ không phải ồn ào. Bạn thực sự sẽ chẳng thể đoán trước được chuyện chỉ vài năm sau đó cậu ấy sẽ trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự được thèm muốn nhất thế giới. Luis Rogero, giám đốc thể thao của Independiente Del Valle vào thời điểm Caicedo gia nhập câu lạc bộ này, kể lại. Bên cạnh khả năng phá lối chơi, đối thủ thuộc hàng ngũ những tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất châu Âu trong khía cạnh này, Caicedo còn cho thấy khả năng chuyền chọt đáng tin cậy, đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công 88% vào mùa giải trước, trong đó tỷ lệ chuyền dài thành công là 83%. Và có thể kéo quả bóng lên phía trên sân đấu chẳng khác nào một số 8 lão luyện. Thật vậy, tuy tác động của ngôi sao trẻ người Ecuador lên khâu tấn công của đội có xu hướng bị đánh giá thấp, nhưng thực tế là những tình huống anh dẫn quả bóng vào khu vực 1/3 cuối sân đối thủ thường mang đến các cơ hội ghi bàn cho Brighton. Với sự cần mẫn tuyệt vời, tinh thần kỷ luật chiến thuật, sức mạnh thể chất và những đặc điểm của một vận động viên thể thao thượng hạng, những nhiệm vụ mà chàng trai trẻ này đảm nhận trên sân đấu đã được thực hiện với sự hiệu quả đáng nể. Có thể nói, Caicedo đã kết hợp một cách hoàn hảo bộ kỹ năng của một số 6 cổ điển và một số 8 mà không làm sụt giảm đi chút chất lượng nào. Và cách mà tuyển thủ quốc gia Ecuador đón nhận các thử thách ập tới với mình cho thấy anh sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tôi nhớ vào năm cậu ấy 17 tuổi, cậu ấy đã không được đăng ký vào đội hình tham dự Copa Mitad del Mundo, một giải đấu quan trọng dành cho lứa cầu thủ U18 mà Independiente tổ chức hàng năm vì cậu ấy chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Nhưng vào phút cuối trước khi giải đấu khởi tranh, một cầu thủ khác của chúng tôi đã dính chấn thương, vậy nên chúng tôi đành điền tên cậu ấy vào đội. Caicedo vừa phải ngồi trên một chuyến xe buýt không thoải mái kéo dài 4 hoặc 5 tiếng gì đó để trở về nhà. Chúng tôi đã gọi điện cho cậu ấy với hy vọng cậu ấy chưa rời đi, nhưng cậu ấy đã về tới nhà mất rồi. Vậy nên chúng tôi đành phải yêu cầu cậu ấy quay trở lại. Thế là cậu ấy lại phải đi thêm một chuyến xe buýt dài khác, sau đó trở thành một cầu thủ đá chính của đội tại giải đấu, giúp chúng tôi giành chức vô địch. Và kể từ đó trở đi cậu ấy đã không bao giờ chứng lại. Vào cuối mùa giải đó, chúng tôi đã tham dự một giải đấu ở Tây Ban Nha, và cậu ấy lại tiếp tục thể hiện một màn trình diễn đáng kinh ngạc khác. Sau đó, chúng tôi quyết định đôn cậu ấy lên đội 1 nhằm tạo điều kiện để cậu ấy chuẩn bị sẵn sàng cho việc thi đấu trong tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp vào mùa giải tiếp theo. Nhưng cậu ấy đã ngay lập tức đáp ứng tốt mọi yêu cầu của đội 1, thể hiện vượt xa mong đợi và được ra sân thường xuyên, Rogério kể tiếp. Dưới thời Mauricio Pochettino, nếu Caicedo được tung vào sân để chơi trong một trục kép tương tự như hệ thống chiến thuật tại Brighton, thì khả năng cao là điều đó sẽ giúp anh tương thích với tiền vệ người Argentina Enzo Fernandez. Bản hợp đồng trị giá 106,8 triệu bảng được The Blue đưa về hồi tháng 1. Tại Brighton, Caicedo đã tạo điều kiện cho Pascal Gross và Alexis McAllister có thể tập trung vào nhiệm vụ sáng tạo,
Vậy nên sự hiện diện của anh ở khu trung tuyến chắc hẳn sẽ tạo cơ hội cho Fernandes tỏa sáng rực rỡ hơn. Tuy Caicedo cũng có thể tự mình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến mảng kiến thiết lối chơi một cách đáng nể, nhưng khả năng tung ra những đường truyền đột phá hoặc điều bóng ra hai cánh của Fernandes chắc chắn nên được tận dụng tối đa. Sự xuất hiện của ngôi sao người Ecuador bên cạnh sẽ đảm bảo rằng Fernandes có thể chuyên tâm vào những việc này. Với thể lực tuyệt vời của mình, thật dễ dàng để hình dung viễn cảnh Caicedo sẽ bao quát các khoảng không gian rộng lớn ở khu trung tuyến và giành chiến thắng trong những tình huống tranh bóng theo khuôn mẫu Kanté. Ngôi sao người Pháp, người đã chuyển tới câu lạc bộ Al-Ittihad của Saudi Arabia theo dạng chuyển nhượng tự do trong mùa hè này, có một phong cách rất đặc biệt, không dễ sao chép và đồng thời cũng cực kỳ thành công trong những năm qua. Trong mùa giải đỉnh cao phong độ tại Chelsea là năm 2016 đến năm 2017, Kanté đã đứng thứ hai về số lần tắc bóng, 127, đạt tỷ lệ thành công 47,4%, thứ sáu về số lần cắt bóng, 82, và thứ hai về số lần thu hồi bóng, 275. Các số liệu thống kê này tương đồng với Caicedo. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu tuyển thủ quốc gia Ecuador cũng gia tăng các số liệu thống kê liên quan đến khâu tấn công ở Chelsea. Vì phạm vi hoạt động phi thường của chàng trai này cũng có thể đưa anh đến những vị trí rất lý tưởng ở trong và xung quanh vòng cấm. Vào mùa giải năm 2016 đến năm 2017, Kanté đã tạo ra tổng cộng 22 cơ hội, khi pass cộng kiến tạo, cho các đồng đội ở Chelsea và thực hiện 27 cú dứt điểm. Còn Caicedo đã tạo ra tổng cộng 43 cơ hội và thực hiện 28 cú dứt điểm trong mùa giải 2022-2023 cho Brighton. Do đó, bạn hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng tầm ảnh hưởng của ngôi sao người Ecuador sẽ hiện hữu ở cả hai đầu sân đấu.